như thường lệ, Chanel chính là một trong những cái tên cuối chốt sổ Paris Fashion Week, tuần lễ thời trang Paris. Năm nay thì show diễn của Chanel diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 10 theo giờ Việt Nam, nhanh chóng khiến dân tình không khỏi xôn xao khi quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trên toàn thế giới. Đặc biệt sự xuất hiện của Jennie, nàng đại sứ toàn cầu nhà mốt với diện mạo vô cùng nổi bật và mới lạ cũng khiến mạng xã hội bùng nổ. Jennie chiếm trọn spotlight ngay từ khi vừa mới xuất hiện với diện mạo không thể chiến hơn. Ngôi sao đình đám khoe trọn body thon gọn cùng đôi chân nuột nà với mẫu áo len màu xanh ôm sát phối cùng mini short và giày cao gót. Đặc biệt thì kiểu tóc ép thẳng bạch kim như Barbie kết hợp cùng với layer make up tông nu càng giúp diện mạo thành viên Blackpink thêm phần ấn tượng. Cô cũng nhấn nhá cho tạo hình thêm phần sang chảnh với mẫu vòng cổ ngọc trai đặc trưng của nhà mốt. Tuy nhiên thì vì diện quần quá ngắn nên Jennie thường xuyên phải lấy tay căn chỉnh để không bị hớ hênh trước ống kính. Qua ống kính cam thường, Jennie vẫn ghi điểm với thân thái cực slay và sang chảnh đúng chuẩn quý cô Chanel. Khoảnh khắc Jennie ngồi cạnh Nana Komatsu tại show Chanel khiến người hâm mộ không khỏi thích thú vì cứ ngỡ cô đang ngồi cùng Lisa. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàn. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại ở phần bình luận dưới video này để chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.